Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố thiết kế đẹp, nội thất cao cấp nằm trên trục đường Phan Hích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có hướng đông nam với diện tích căn nhà là ngang 3m8, độ dài là 16m. Độ dài là 15m, thiết kế một trệt 3 lầu. Nhà sẽ có khu vực không gian phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giảng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà hẻm thông xe hơi nha quý vị. Chúng ta cùng để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Và Hùng xin mời mọi người chúng ta chiếu xuống con đường để chiếu cho mọi người tham quan con đường trước nhà nha. Đây là một con đường thông xe hơi. Đường tới 5-6 mét đường nhựa. Xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn nha quý vị. Đây con đường rất là rộng này. Đường xe hơi rộng rãi, xe hơi đậu trước nhà và đường thông, tiện thể là văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Đường rất là sạch sẽ và thoáng mát. Và căn nhà chúng ta thì nằm ở đây với diện tích là ngang 3m8, độ dài 15, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, một trệt 3 lầu, rất là cao, thoáng, đẹp. Và bên ngoài chúng ta có một lớp cổng sắt phía ngoài, một khoảng sân 3m đậu xe gắn máy này. Đây là khoảng sân 3m đậu xe gắn máy. Bên trong là một lớp cửa gỗ căm xe. Nhà tặng kèm full nội thất, chúng ta thấy này, có sofa tặng kèm này. Phía trên chúng ta có tủ rượu, đồ trang trí và trần thạch cao đèn chiếu sáng. Đây là một căn nhà chủ xây ở nằm trên trục đường Phan Hích, đường thông, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn nhà này là 5.490.000.000 đồng, còn bớt thêm. Quý anh chị quan tâm có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, phía dưới sàn chúng ta ốp gạch 60, có sofa tặng kèm, có chạy ảnh trang trí và có tủ đệ kệ để đồ. Đây là không gian phòng khách, bên ngoài chúng ta có khu vực đậu xe máy nha. Cầu thang thì phía dưới cầu thang chúng ta có tủ đệ đồ này. Và cầu thang thì tay vịn gỗ găm xe, lan can bằng sắt và mặt đá hoa cương. Phía bên trong sẽ là không gian bếp của căn nhà. Không gian bếp chúng ta có bộ bàn ăn 4 ghế bằng gỗ, có tủ bếp trên dưới cũng làm chất liệu gom xe, có khu vực để tủ lạnh rất là rộng. Phía trên thì có quạt trần và đèn chiếu sáng. Đây là không gian bếp nha quý vị. Quý chị nào đang tìm những căn nhà tầm tiền 5 tỷ hơn 5 tỷ thì ghé qua tham quan căn nhà này, một căn nhà hẻm xe hơi thông và giá bán chỉ có 5.490.000.000 đồng thôi. Phía sau là khu vực sân phơi đồ và khu vực sân giếng trời phía sau. Khu vực giếng trời phía sau này, được rào chắn và lợp mái phía trên nha. Có vòi rửa nước bên ngoài và có khu vực rửa mặt bên ngoài cũng như là bên trong là vệ sinh. Với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Đây là phòng vệ sinh cuối nhà nha. Ngang 3m8, độ dài 15m, xây một trệt 3 lầu, nhà tặng kèm full nội thất. Mà giá bán gia chủ rao bán chỉ có 5.490.000.000 đồng thôi. Một giá bán quá mềm mại cho một căn nhà hẻm xe hơi thông. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nhé, để đi xem và sở hữu ngay. Căn nhà đẹp, hẻm xe hơi, giá bán hợp lý, nằm trên trục đường Phan Hích, ngay ngã tư Quang Trung và Phan Hích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi theo chân Hùng, chúng ta cùng lên lầu để tham quan các phòng ngủ nha quý vị. Cầu thang thì đúc rất là chắc chắn và kiên cố. Nhà này là nhà đúc thật nha. Đúc thật xây ở rất bền và chắc. Chúng ta đang trên lầu, lên trên lầu chúng ta sẽ có tới với các phòng ngủ. Phòng ngủ rất là rộng nha quý vị. Phòng ngủ với giường ngủ 1m8 này, chăn ga gối nệm, tủ áo, tủ kệ để đồ, bàn trang điểm. Phía sau là cửa sổ ra giếng trời, ngay cửa sổ ra giếng trời là ra chủ đề bàn trang điểm và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh riêng nha. Tức là chúng ta có 4 phòng thì sẽ có 5 phòng vệ sinh, bao gồm cả phòng vệ sinh tầng trệt nữa. Nhà thì không có đóng thạch cao nha quý vị. Đó, chỉ có sơn trắng thôi. Nhà này xây ở nên rất chắc chắn và kiên cố nha. Sàn gạch thì cũng đang lót cái sàn ngày xưa, gia chủ chuyển đi cái dọn dẹp bán luôn, nên là quý anh chị chúng ta mua thì sẽ thừa hưởng hết những cái cũ của chủ nhà nha. Nhưng mà nội thất là mới nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có tới với phòng ngủ số 2, phòng ngủ với giường ngủ 1m8 này, chăn ga gối nệm, có tủ áo và phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Và phòng ngủ số 2 này thì cũng có vệ sinh trong nha quý vị. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là phòng ngủ số 2.
Rồi lên trên lầu chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4, cũng là khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà đẹp, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày, tặng kèm full nội thất khi mua. Có 4 phòng ngủ, đây, phòng ngủ đầy đủ nội thất với giường ngủ, chân ga, gối nệm, tủ áo, bàn trang điểm, vệ sinh trong và cửa sổ ra giếng trời đều đầy đủ hết. Nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý chị nào quan tâm đến căn nhà này, một căn nhà 5 tỷ 490 triệu đồng, có thể alo cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để Hùng dẫn mọi người đi xem nhà và hỗ trợ quý chị chúng ta mua nhà với giá cực tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là hỗ trợ quý anh chị chúng ta vay ngân hàng và hỗ trợ khi làm giá với chủ nhà để quý anh chị mua được nhà với giá tốt. Phòng này thì chúng ta cũng có cửa sổ và cửa ra ban công nha quý vị, đầy đủ nội thất bao bộ gồm 4 giường ngủ, 4 bộ chăn ga, gối nệm và tất cả các phòng đều có vệ sinh trong. Rồi chúng ta vào tham quan xong 4 phòng ngủ căn nhà và theo Diên Hùng chúng ta lên tham quan không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với giá bán 5 tỷ 490 triệu đồng còn bớt cho một căn nhà hướng Đông Nam nằm trên trục đường Phan X ngay ngã tư Quang Trung và Phan X, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán như vậy là rất là hợp lý nha quý vị. Trên đây là khu vực sân thượng. Sân thượng thì chúng ta có khu vực để máy giặt nha và khu vực để phơi đồ. Và phía ngoài này sẽ là khu vực sân thượng phía trước nha quý vị. Ta sẽ tiến vào khu vực sân thượng phía trước này. Ngoài sân thượng phía trước này chúng ta có thể làm phòng thờ được nha. Ở đây thì phía trên gia chủ đã đúc hết rồi này, chúng ta có thể làm phòng thờ ở đây. Rồi quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà bán chính chủ xây ở với diện tích là ngang 4, độ ngang 3m8, độ dài là 15m, xây 1 trệt 3 lầu với hướng nhà là hướng Đông Nam. Và giá bán gia chủ đang chào bán là 5 tỷ 490 triệu đồng, tặng kèm full nội thất khi mua. Đường thông 6m, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Giá bán như vậy là rất là hợp lý. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nha. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo.